Nhưng mà giờ anh hỏi chút tế nhị chút xíu nha. Dạ. Vốn khoảng nhiêu? Thì nói thiệt với anh thì em đem về 20 tỷ. Mà anh thấy gì đâu không có xi nha gì ở Sài Gòn hết. Anh thử ra mới nghĩ là về ở tỉnh là vậy đó. 20 tỷ hả? Được rồi đó, có vốn rồi, mua bán bất động sản cũng được. Nuôi gà cũng được, mà nuôi vịt cũng được. Nếu cần tôi nuôi heo, tôi cho heo ăn chuối, tôi bán vô bầu đất cũng được. Dạ. Xin được mời nhà gái. Chào em. Mời nhà trai. Mời ngồi. Mời nhà gái giới thiệu cho mình nè. Em xin kính chào quý vị khán giả. Chào hai MC, chào chú Quyền Linh và chào chị Ngọc Lan. Xin chào em. Dạ, xin chào anh Nam bên cạnh ạ. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thơm, em sinh năm 1995. Em đến từ Bà Rịa Vũng Tàu, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm công việc gì? Dạ, em là nhân viên văn phòng của một công ty thực phẩm. Rồi ở Sài Gòn là em ở đâu? Dạ, em ở Thủ Đức ạ. Là em ở nhà ai? Dạ, em ở nhà của em. À, nhà em luôn hả? Trời giỏi quá vậy. Thơm ở một mình hay ở với ai? Dạ, em ở với em trai ạ. Còn em trai giới thiệu về mình đi. Dạ, lần đầu tiên em cũng cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho em có cơ hội để quen với bạn gái. Anh tên là Nguyễn Victor Tiến. Kêu Victor hay kêu Tiến ta? Kêu Tiến chị Lan. Dạ, em chào anh Tiến. Em thì trên giấy tờ thì em sinh 71. Nhưng mà thật ra thì em sinh 83. Cuộc đời nửa nạt nửa mở, nửa Việt Nam, nửa Mỹ. Bây giờ về Việt Nam đầu tư chắc có thể ở đây luôn. Em ở nước ngoài bao lâu rồi? Em ở cũng gần 21 năm. 21 năm. Dạ. Rồi bây giờ về Việt Nam. Dạ. Ở đâu? Dạ, hiện bây giờ em ở quận 7, ở Phú Mỹ Hưng. Em ở với ai? Ở mình. Một mình hả? Dạ. Mình thuê nhà mình ở hay sao? Dạ vâng. À, tôi định về Việt Nam ở luôn. Chưa biết nữa, nếu như mà lập gia đình ở đây thì muốn ở đây cũng được, hay muốn về Mỹ ở cũng được. Anh về Việt Nam lâu chưa? Em về đây được 3 tuần nè. 3 tuần. Sao em biết chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này? Thì cũng có coi ở bên Mỹ nhiều rồi. Cũng thấy cũng hay. Với cũng tạo được điều kiện cho những người mà không có điều kiện để gặp những bạn gái mình muốn á. Rồi. Nhưng mà anh tính về Việt Nam là anh tính làm công việc gì ở bên này? Thì hiện bây giờ em đang kiếm đất để mua, để em xây trại nuôi gà nông nghiệp đó anh. À. Rồi bây giờ anh Tiến đang giới thiệu về mình thì anh Tiến giới thiệu luôn về ưu điểm và khuyết điểm của mình luôn đi ạ. Ưu điểm của em á thì nếu như mà đã quyết định làm cái gì đó là phải làm cho nó xong mới ngủ được. Khuyết điểm á thì làm cái gì cũng làm lẹ lắm, không có suy nghĩ kỹ. Anh thử có nhiều lúc nó cũng thất bại, nhiều lúc nó cũng được này được nọ. Có bên Mỹ thì Tiến làm công việc gì bên đó? Dạ, hồi trước em qua bển thì em làm kỹ sư về điện thoại rồi á, 8 năm. À, rồi xong rồi nó cứ thất nghiệp hoài, cái cảm chán quá em đổi qua mua nhà cửa rồi sửa lại bán, rồi về coi như là về bất động sản đó đúng không? Dạ, làm kỹ sư phần cứng hả? Dạ, em làm đi ở ngoài bắt mấy cái antenna cho điện thoại rồi. Bây giờ nhà gái nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình cho nhà trai nghe đi. Em là một người tính cách thì khá hiền, khá dễ tính và rất là chu đáo, biết nghĩ cho mọi người. Em còn biết lo nhà cửa cơ bản thì em biết nấu ăn rồi em cũng biết. Còn về điểm yếu của em thì em nói chuyện hơi nhỏ và em hơi ít nói. Lâu lâu về cái khả năng mà tự chăm sóc sức khỏe của bản thân thì cũng có nhiều cái nó chưa tốt cho lắm. Ví dụ cơ bản như là cái việc uống nước hàng ngày là em cũng nhiều khi nhớ thì em uống nước uống, còn không thì em ít uống nước. Tức là giờ mình mong có một người để mà có thể nhắc mình uống nước đúng không? Dạ đúng rồi. Thì chị cài báo thức cho. Mình có thể nói chút xíu đường tình duyên của mình đó Tiến. Em có quen 2 mối tình là chưa đi đâu hết. Cái đầu tiên á là quen giống như đi học high school, nó học ở trong trường đó, nó quen cũng được 5-6 năm, không thấy xong. Rồi mối tình thứ hai thì chia tay cũng gần 5 năm rồi. Lý do là cái bạn đó không có hợp với mẹ em lắm, không có chịu bỏ thời gian để coi như chăm sóc mẹ em á, tại mẹ em bị bệnh liệt nửa người á. Chia tay là bắt đầu lúc mẹ em chết rồi, bây giờ em mở về tới gần 5 năm rồi. Mẹ mất rồi, còn ba? Ba thì mất lâu rồi. Còn gia đình bên đó anh em còn mấy người? Không còn ai á, chỉ còn mình em, bởi vì em mới về đại. Chỉ còn một mình em thôi. Dạ vâng. Rồi thấy thương nhà, coi như mồ côi hết đó. Hoàn cảnh của nhà trai tôi vậy đó, cũng chưa có gia đình gì hết nha. Dạ, nhà gái nghe rồi. Nhà trai tôi muốn nghe đường tình duyên đó. Đường tình duyên của em thì không trắc trở lắm, em trải qua được một mối tình. Tụi em quen nhau được 1 năm. Cái lý do chia tay là do chắc là mối tình đầu, cái việc yêu đương nó cũng không có nhiều cái trải nghiệm. Khi mà xảy ra cái mâu thuẫn gì
gì đó thì tụi em chỉ biết im lặng và không có nói cho nhau và cũng không có tìm ra hướng giải quyết. Đến một ngày mà nó quá nhiều cái bức bách rồi á thì quyết định là chia tay. Thật ra cái này cũng không phải nói là về có kinh nghiệm xử lý hay không, mà là do thực sự là tụi em tình yêu nó chưa có lớn nhiều cho nên là tụi em không có giải quyết được. Yêu chưa đủ thôi. Chào em gái. Dạ, chào chú. À, ở bên đây á, nhà trai hơi lớn hơn đó một chút xíu tuổi. Dạ. Có 13 hả? Dạ. 12 thôi, đúng con giáp đi. Thấy được không? Dạ được ạ. Bây giờ mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình có thể diễn tả có giống bên đây không? Em muốn tìm một người thứ nhất về công việc, sự nghiệp phải có cái sự ổn định một chút. Công việc ổn định, bên đây tôi chưa đây nghe cái chưa. Ổn định hay không? Đúng rồi, bên đây là chưa, bên đó chưa về thấy ổn định. Mình đang đi tìm đất mua để nuôi gà đúng không? Dạ. Mình định mua khoảng nhiêu đất? Bề ngang 15m và dài cỡ 100m. Ngang 15 dài 100m. Khá à nha. Ở khu vực nào? Khu vực nào? Thì chắc cơ lòng vòng về miền Tây hay Long An. Miền Tây khỏi mua về anh để đưa đất cho nuôi gà. Cho mượn đất nuôi gà, lâu lâu để gà nấu cháo được rồi. Được. Thấy không? Được, chị miền Tây là đất anh có, không lo. Nha. Đang trên đường là về đây lập nghiệp. Thì mua ngang 15 dài 100 là cũng khá rồi đó. Anh mới về Việt Nam nên là cái gạch đầu dòng đầu tiên thì mình có thể xem xét lại. Chăm trước được ha. Rồi, tới cái thứ hai nào. Thứ hai là em muốn một người chín chắn, có nghĩa là họ có nhiều cái trải nghiệm á. Trong một số trường hợp trong cuộc sống họ có thể dẫn dắt cho em, à cái này đúng hay là cái này sai, cái này phải như thế nào. Anh này dẫn dắt được, anh này có kinh nghiệm, có hơn mới từ nước ngoài về mà đi mua đất mua gà là người ta có ý chí cầu tiến làm ăn. Tôi chấm cái đó rồi đó. Dạ. Cái gạch đầu dòng thứ ba, anh phải có cái sự cảm thông chia sẻ, ta phải có cái sự chia sẻ việc nhà với vợ này. Hỏi lo em. Chỉ có em đẻ không được thôi, chứ bất cứ gì làm cũng được á. Thì mỗi người một tay vậy thôi. Thấy không? Chỉ có đẻ không được thôi. Cái cuối cùng thì quan trọng nhất là sống chân thành. Chân thành thì tự mình tìm phải hiểu tự nha. Tìm hiểu rồi. Cái mong muốn mà về ngoại hình như thế nào em có thể diễn tả cụ thể không? Để chị Lan qua, chị Lan coi cho. Ngoại hình sao, cao mập lùn gì đó. Dạ. Em muốn cao trên 1m7. Có. Trời, có không? Có. Rồi, khỏi kiểm tra ha. Khỏi. Ăn mặc chỉnh chu, tương tất. Chỉnh chu, mua không chỉnh chu. Cái này là phải qua coi. Có Việt Kiều mà. Dạ, trời ơi. Cái mức không chỉnh chu như vậy. Dạ, quan trọng nhất là em chào anh. Khỏe mạnh. Hình nền được, khỏe mạnh để qua hỏi. Anh có khỏe không? Dạ, ok, cảm ơn chị. À, không. Em không có hỏi là how are you, okay. Mà em hỏi là sức khỏe anh có tốt không? Anh có khỏe mạnh để mà có thể bảo bọc được một cô gái không? Không đến nỗi lết. Người ta từ bên Mỹ về đây, người ta ngồi vậy mà biết khỏe mạnh còn hỏi cái gì nữa. Làm khó nhà tôi không, hả? Không, cái đó hỏi là đúng rồi đó. Khỏe mạnh gì, vấn đề gì? Khỏe mạnh gì, vấn đề gì? Dạ không, sức khỏe tốt là được để sống với em lâu dài. Đó, sức khỏe tốt để sống lâu dài thôi. Tốt chứ. Ảnh nói chung là về ngoại hình, về tướng tá là được nhìn thấy cũng ngon lắm, ngon lành lắm. Em cũng đi tập gym mỗi ngày mà chị Lan. Đó, dạ tập đó. Mỗi ngày đó. Ngon lành. Mỗi ngày tập mấy phút? Chắc cỡ 2 tiếng. Đó đó, đó trời, ngon khỏe lành. Ru. Tự ngày tập 5 phút giống tôi. Có chuyện gì mà em không thích ở đàn ông không? Có, nhiều lắm. Gì? Nói luôn. Thứ nhất là ăn nhậu bê bết. Bên đây có nhậu bê bết không? Không chị, không có nhậu, không hút thuốc. Mình mà... có ở con mình mà nhậu với ai? Đúng rồi. Đúng rồi. Không thích gì nữa. Nhiều quá thôi, chút mở rào hai bạn tự tìm hiểu nha. Không? Bà Mai hỏi anh nè, anh mong muốn có bạn gái như thế nào? Bạn gái thì gọn gàng sạch sẽ, biết lo chị nhà được rồi. Đừng có giống như gì đó, ôm điện thoại mỗi ngày lâu quá. Để dành điện thoại cho hai người với nhau. Dành thời gian cho hai người với nhau. Dạ. Ừ. Vậy anh phải vui, ở nhà anh phải vui với người ta nha. Anh phải làm nhiều trò vui thì người ta thấy anh vui á, người ta thấy cái điện thoại nó buồn hơn. Nếu mà anh buồn quá ta chơi điện thoại. Ừ, đó. Anh mà buồn quá là người ta chơi điện thoại đó. Ok. Nói gì nữa? Cao 1m55 tới 1m60 đổ lại. Dạ. Thì nặng cũng cỡ 48 tới 53 đổ lại. Dạ. Không hút thuốc. Rồi uống rượu thì uống chút xíu cho xả dao, đừng có cầm 2-3 chai bia uống tùm lum tùm la. Có hết á. Cô bên kia là hơi xinh đó nha. Hỏi người thân đi. Đúng rồi. Giờ đồng chí Tiến đi với ai? Ủa mà đâu có ai à, thì bởi vậy mới nhờ khán giả là coi như người thân. Để tôi lo cho. Hay quá, thấy thường quá. Để tôi qua tôi hỏi nhà gái đi với ai nè. Nhà gái đi với ai cưng? Dạ, nay em đi với ba em, với cô em và dượng em. Ồ, con chào gia đình nhà gái ạ. À. Rồi, chào nhà gái. Trước là cảm ơn chương trình, sau là cảm ơn Quỳnh Linh, Hương Lan. Thì nói chung là chú thấy con thì cũng được.
chứ mà chú hỏi bây giờ mà con về đây con có việc gì làm ổn định không, chứ còn em thì nó sống Sài Gòn rồi, nếu mà em về em dựa chăn nuôi thì mỗi người mỗi ngã thì nó hơi khó. Chú thấy thì con cũng được, chú không chê cái gì, chú mong hai đứa cho nhau cơ hội để tìm hiểu, được thì đến, không được thì cũng là bạn, cũng là điều tốt. Tại sao mình nghĩ ra mình nuôi gà? Trước khi mà em về Mỹ, về Việt Nam á, là em đã có chạy gà trước rồi. Làm mướn người hết rồi, em bán hết. Bắt đầu em mới về đây. Thì em về đây thì cũng có một cái ông thầy Sáu, ông cũng giới thiệu vậy. Thì em cũng có đi nói chuyện với cái công ty chạy gà. Thì em thấy là nó cái deal nó cũng good. Thì coi coi cái nào mà nếu như mà người yêu của mình thích cái gì thì mình làm theo cái đó thôi. Nếu như giả sử như bạn gái bên kia mà không thích làm chạy gà thì em có thể xây qua cái chuyện khác. Bây giờ Việt Nam cũng phát triển nhiều thứ để mình chọn lựa, hay là đầu tư bất động sản cũng được. Thì mua căn hộ cho người ta mướn, mua đất xây nhà lên cho người ta mướn. Nhưng mà giờ anh hỏi chút tế nhị chút xíu nha. Dạ. Vốn khoảng nhiêu? Thì nói thiệt với anh thì em đem về 20 tỷ mà anh thấy gì đâu, không có xi nhê gì ở Sài Gòn hết. Anh thử ra mới nghĩ là về ở tỉnh là vậy đó. 20 tỷ hả? Được rồi đó, có vốn rồi, mua bán bất động sản cũng được, nuôi gà cũng được, mà nuôi vịt cũng được. Nếu cần tôi nuôi heo, tôi cho heo ăn chuối, tôi bán vô bầu đất cũng được. Dạ. Ổn định, có kinh tế khá khá. Nhà gái đừng có lo. Thật ra là cậu ở nước ngoài thì cậu cũng có nhiều cái cách để kinh doanh ha. Đó, nhà trai tôi show hàng cho nhà gái biết hết rồi đó. Thấy ổn không? Rất là cảm ơn ông Mai đã hỏi một cái vấn đề rất là tế nhị mà nãy giờ tôi không dám hỏi. Phải hỏi bởi vì á là ảnh ở đây có mình một rồi. Đúng rồi. Nhiều người ta nghĩ anh ảnh gọi là lang thang, không có nơi nào, không có kinh tế ổn định, rồi muốn làm gì làm này kia. Mình hỏi cho nó rõ luôn. Đúng rồi. Ở đây thì em cũng có gia đình, giống như là cậu với dì vậy. Là có cậu gì đây luôn? Cậu gì đây, thành thử ra mới về đây. Bây giờ còn việc còn lại là để cho hai bạn trẻ gặp nhau. Đúng rồi. Tìm hiểu với nhau, cô gái này có rất là nhiều câu hỏi ạ. Rồi vậy thì sao? Mở rào. Mở đi. Bắt đầu đi tiếp. Dạ, chào em. Tặng bóng. Dạ, anh có này. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Hai người cảm nhận sao nè? Anh cứ nói chú đi ạ. Giống như nãy anh giới thiệu với em rồi đó. Anh có cái mục tiêu là nếu như mà không quen thôi. Nếu như mà anh đã quyết định thương yêu người đó, quen người đó là anh không bao giờ có cái sự thay đổi. Chỉ có bên em thôi. Em cũng đến nay em cũng mong muốn là kiếm trong mình một người không chỉ để yêu và để còn để đi hết tới hết cuộc đời này nữa. Em muốn hỏi anh là tại sao anh ở bên Mỹ mà anh lại quyết định lại về Việt Nam? Lý do là bây giờ anh không còn ai bên đó nữa. Thì anh về đây dù sao nữa cũng có dì, cậu, bà con ở đây. Có chuyện gì mà giống như bệnh hoạn hay gì đó thì cũng có người này qua người đó. Hay là giả sử có chuyện gì cũng có người thắp nhang cho mình. Chưa chuyện gì lo thắp nhang rồi. Hiện tại thì mình cũng lớn hơn em khá nhiều tuổi. Mình cũng trải qua hai mối tình. Em thấy người quen cũng rất là lâu. Tại sao mình lại tới bây giờ là mình vẫn còn độc thân à? Cái thứ nhất là anh lo việc nhiều quá, vừa việc làm là vừa phải về coi mẹ anh á. Là lúc 10 tuổi là mẹ anh đã bị liệt nửa người rồi. Anh thử ra anh nói là anh quyết định chừng nào mà mẹ anh qua đời anh mới lập gia đình thật sự. Cái tuổi em so với anh thì nó nhỏ hơn rất nhiều, nên là kinh nghiệm sống của em tất nhiên sẽ còn thua anh nhiều. Nên là em cần phải học hỏi, ngoài cái chuyện tìm hiểu yêu đương này kia thì em cũng phải học hỏi để cùng phát triển, để hai người cùng phát triển trong tương lai. Có nhiều lúc á, cái tuổi tác nó không có quan trọng em. Có nhiều người á, 40 tuổi nó vẫn con nít là con nít, 30 tuổi chững chạc là chững chạc. Anh lớn hơn em thì anh có thể anh dìu dắt những gì em không biết. Có nhiều lúc anh cũng phải học hỏi là em nữa. Anh có câu hỏi gì muốn hỏi em không ạ? Không, hiện bây giờ anh không có câu hỏi. Thì anh thích đồng phẳng. Giả sử như em không thích gì em cứ nói thẳng anh, để anh biết anh sửa. Nhiều lúc mà em nói em để rừng cả chục chuyện rồi gom lại chuyện cái là khó sửa lắm. Bây giờ hơi hỏi luôn đi đó. Bây giờ anh vậy rồi anh muốn vợ liền đó. Em có đồng ý không? Thí dụ như mình tiến tới nhanh được không? Dạ. Mình sinh con liền được không? Hỏi đi. Cảm ơn anh Linh. Hiện tại nếu mà mình tìm hiểu thì em nghĩ chắc ít gì cũng khoảng
1 đến 2 năm. Trời ơi, lâu lắm. Em muốn để thời gian cho anh ổn định công việc. Đúng. Thì mới tính tới chuyện hôn nhân. 1-2 năm là hợp lý, là tại vì ta up một cái dự án là nó cũng phải mất rất là nhiều thời gian. Hai người tiến tới chút xíu đi, bé này còn nhát chút quá. Đây. Nhìn hai người nhìn thẳng mắt nhau. Hai người nhìn thẳng mắt nhau đi. Tiến thấy thơm thế nào nè? Thấy ok, chững chạc. Mặc dù nhỏ tuổi hơn anh mà thấy sự suy nghĩ em cũng chững chạc. Thì giả sử như có cái gì thì hai đứa mình học hỏi qua lại. Anh biết gì thì anh chỉ dẫn em, thì em biết gì em chỉ dẫn lại anh. Thơm thấy Tiến sao? Em thấy anh là đúng là một người có trải nghiệm đúng như em mong đợi. Dạ. Em với anh tới đây cũng là một cái duyên và cũng là sự cố gắng của hai người để tìm kiếm một cái cơ hội cho mình. Nếu mà suy nghĩ của anh và suy nghĩ của em nó ok thì mình có thể cho nhau một cơ hội. Dạ. Là tùy thế. Dạ. Cảm ơn anh. Tiếng hát tặng thơm bài đi. Anh không có nhớ lời nhưng mà anh cầm tờ giấy anh tặng em nửa bản ha. Dạ dạ. Đó, có chiến lược đó, đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Trời đất ơi. Anh tặng em bản Gõ Cửa Trái Tim. À dạ. Gõ cửa trái tim vang em được vào, dù tình xót đau trong thân quyệt đào, ngủ vui với chim bao nòi niềm mắt xanh sao, nhưng em vẫn ngóng tim anh mở cửa. Gò cửa trái tim sao em hận hờ, ngò hồn tái tê năm canh thần thờ, nhà lòng mặc dây tơ để một mối bơ vơ, khi không anh nhốt em trong đợi chờ. Thì thấy giống như ổng đang đọc diễn văn vậy đó. Không có thiếu thuộc bài hát nữa. Bà gái có hát tặng trai một bài không? Em cũng sẽ hát tặng anh một bài. Hay là em hát lại cái bài này luôn không? Hay là hát bài khác à? Được bài rồi. Khác đi. Dạ, em sẽ hát thảo bài gì anh đi ha? Anh có sẵn rồi. Ông in nhiều bài lắm. Anh ơi suốt đêm thao thức vì anh, vì lời dạ từ lúc anh ra về, rằng mãi đây em lại đến, ước nguyện trọn một đời là mình luôn luôn có đôi. Em ơi nhớ thương, thương nhớ cả đêm, làm sao quên đường phút giây êm đềm, chờ mong sao cho trời sáng đúng giờ mình hẹn hò, là đời quên hết sầu lo. Rồi, được rồi. Bây giờ sẽ là những giây phút hai bạn sẽ lắng lòng lại để nghĩ xem những gì chúng ta vừa trao đổi với nhau có phù hợp với chúng ta hay không. Những gì mà chúng ta giao lưu về mặt cảm xúc với nhau nó có phù hợp, nó có phải là cái cảm giác mà chúng ta đã đi tìm trong suốt thời gian vừa rồi hay không. Hai anh chị sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan nha. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Chính thức hai bạn đã hẹn hò với nhau rồi đó. Mình nắm tay nhau đi. Nào, nói gì với bác đi. Dạ, cảm ơn bác cho con cơ hội để tìm hiểu với con gái bác. Con cũng mong nếu như mà được thì con sẽ tiến tới hôn nhân càng sớm càng tốt. Tại vì con cũng bây giờ cũng thấy hơi cô đơn, tại mẹ mất rồi. Ở mình hoài cũng sợ nhiều lúc không có người cạo gió giùm. Nãy không lo, nữa không ai đốt nhang. Trời, lo không ai cạo gió. Mình lấy vợ là vì mình thương yêu nha. Đúng rồi. Chứ còn mấy cái đó mình có dịch vụ hết á. Tôi chỉ chỗ cho làm. Thì con hứa con sẽ không có để cho người vợ của con hay là người phụ nữ của con không được vui, không có muốn rơi nước mắt, lúc nào cũng có nụ cười trong gia đình hết. Rồi, chúc cho hai em hạnh phúc nha. Dạ. Nhưng mà hôm nay em hơi hồi hộp đúng không? Dạ vâng, lên trên này nó gọi là cũng mất bình tĩnh. Có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm là gọi là hơi nhút nhát, và thứ hai nữa quá nhút nhát đó, thấy giờ dạ vâng. Vẫn đang rung á. Vâng, vẫn đang rung. Hơi nóng tính, hơi kỹ tính. Dạ, mệt rồi nha. Mong muốn một người bạn
hoạt bát này, nói chung là chia sẻ những cái mà mình còn vướng mắc hay khó khăn, tất cả mọi thứ trong công việc. Không khóc. Không có bất cứ việc gì em phải khóc cả. Mạnh mẽ lên em. Không việc gì phải khóc cả. Mời nhà trai. Rồi, chào em. Mời đi em. Xin mời nhà gái. Chào bạn gái. Chào em, chào chị. Rồi, mời em trai giới thiệu với mình. Dạ, chào chú Quỳnh Linh. Thoải mái lên nào. Mình là Đỗ Đức Nhân, 38 tuổi, hiện tại là đang ở Hà Nội. Làm công việc gì? Dạ, em kinh doanh cà phê ạ. Dạ, vâng. Ở đâu? Ở 323 Vĩnh Hưng ạ. À. Ở cũng ngoài Hà Nội luôn ạ. Từ Hà Nội mình bay vào đây tham gia chương trình hả? Dạ, vâng ạ. Vâng. Mình sống ở Hà Nội với ai Nhân? Em sống với em trai. Ba mẹ thì ở trong Vũng Tàu. Nhà em thì là bố mẹ ở Hà Nam. Thì hai anh em lên Hà Nội học và sinh sống tại ở Hà Nội. Và còn bố mẹ thì vào Vũng Tàu sinh sống. Rồi, mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình nè. Xin chào chị MC Ngọc Đan và xin em chào anh Quyền Linh ạ. Xin chào em. Mình là Hà và mình năm nay 37 tuổi. Mình đang làm kế toán và hiện tại làm việc và sinh sống ở ngoài Hà Nội ạ. Ồ, vậy là hai bạn cùng ở Hà Nội luôn đấy. Hy vọng là ngày mai mình sẽ về chung chuyến. Được thế quá tốt ạ. Nhân có điểm mạnh thì nếu gì? Điểm mạnh thì cuộc sống là tự lập từ nhỏ. Nói chung là công việc thì mình sẽ hoạt bát và xử lý được tất cả những cái công việc. Nhưng mà hôm nay mình hơi hồi hộp đúng không? Dạ vâng, lên trên này nó gọi là cũng mất bình tĩnh. Có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm là gọi là hơi nhút nhát và thứ hai nữa. Quá nhút nhát đó, thấy giờ dạ vâng. Vẫn đang rung đó. Vâng, đang rung. Thôi, bên đây ta cười dữ lắm đó nha. Vâng. Ừ, nhà gái bên đây đang rất là mạnh dạn và tự tin. Giới thiệu liền, ưu điểm mình là gì? Dạ, em ưu điểm là hòa đồng và nói chung là thích nghi được với mọi môi trường, thân thiện với mọi người. Khuyết điểm là hơi nóng tính, hơi kỹ tính. Chà, mệt rồi nha. Em có lo vấn đề đó không Nhân? Thực ra nóng tính hay là gì thì vẫn sửa được hết. Đối phương mà nóng thì mình phải chịu nhịn đi đi ạ. Em có mấy mối tình rồi Nhân? Cũng có trải qua hai mối tình ở đại học. Đại học, mối tình mấy năm? Mỗi mối tình ở 2 năm. Thời gian mà học đại học thì mình cũng không, nghĩa là cũng chỉ là yêu thôi, cũng chưa được xác định. Tại vì lúc đấy là mình công việc của mình nó cũng chưa đâu vào đâu cả. Chưa có sâu sắc lắm đúng không? Dạ vâng đúng ạ. Rồi. Cái gái tình trường mình sao? Dạ, thưa chị là em trải qua hai mối tình. Thời mối tình thứ nhất thì đang còn thời đi học nên là nó cũng trẻ con nít thôi ạ. Còn mối tình từ gần đây nhất thì bọn em do tìm hiểu không hợp nhau về tính cách. Rồi, chú Quyền Linh qua kìa. Rồi, chào nhà gái. Dạ, cháu. Mình ở ngoài đó, mình đi vào thành phố Hồ Chí Minh này, mình mong muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào? Cháu năm nay cũng 37 tuổi nên là cháu nghĩ là mong muốn có một người là điềm đạm và biết chia sẻ cảm thông với hoàn cảnh của cháu. Điềm đạm, chia sẻ cảm thông được không? Dạ, được ạ. Rồi còn mong muốn gì nữa không? Dạ, hết rồi ạ. Vậy thôi đó hả? Đơn giản. Có không thích điều gì ở đàn ông không? Không thích đàn ông hút thuốc. Rồi không thích nhậu nhẹt. Uống nhẹ nhẹ được không? Uống nhẹ nhẹ được. Uống nhẹ nhẹ được. Chắc là nhưng mà đừng xịt. Uống rượu đâu hả? Thuốc thì thực ra là có bôi hút, tiêu hút. Rượu thì cũng gọi là cũng chỉ nhậu một chút. Nếu mà quá chén thì gọi là cũng về nhà đi ngủ luôn ạ. Rung. Hơi rung ha. Bây giờ mình mong muốn có người yêu như thế nào? Mong muốn một người bạn thì hoạt bát này, nói chung là chia sẻ những cái mà mình còn vướng mắc hay khó khăn, tất cả mọi thứ trong công việc để cùng nhau mà mình xây dựng cho một cái hạnh phúc ở một cái gia đình. Người ta nói là mình quen nhau mình sống thử với nhau đó, em có sống thử chưa? Dạ em đã có sống thử rồi ạ. Sống thử rồi hả? Dạ vâng. Có việc có con đấy thì là ở trong giai đoạn là sống thử và cũng gọi là tình yêu sẽ đánh đến với nhau, nhưng mà giờ khi mà mọi thứ mà mình bố mẹ cũng không đồng ý, mình lại khẳng định là cái việc là con ở với người đấy là nó sẽ thành công, thì đúng là đến giai đoạn mà gọi là có tất cả mọi thứ thì người ta nó lại có sự thay đổi. Có
Con em lớn chưa? Dạ con em 4 tuổi ạ. Con gái hay con trai? Con gái ạ. Ở với ông bà nội ạ. Nếu mà sau này em lấy vợ á thì em có đón con em về ở cùng không? Trừ khi nó lớn lên thôi, chứ còn nó nhỏ này nó vẫn sẽ ở với ông với bà. Em nghe câu chuyện của chàng trai em thấy thế nào? Em thấy nó cũng là mỗi người mỗi hoàn cảnh, nên là mình có hiểu và cảm thông chia sẻ được với bạn nam thôi. Mọi chuyện nó đều có thể xảy ra mà. Mọi chuyện có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Mình không tránh khỏi trong cuộc sống ha. Thí dụ giờ mình lấy một người đàn ông, họ có con rồi, mình về mình chăm sóc con như thế nào? Em nghĩ tất cả mọi cái đều tự nhiên. Nếu mà mình trao yêu thương cho bé thì bé chắc chắn sẽ yêu quý mình thôi. Bạn trai đi với ai? Dạ hôm nay em đến đây một mình đi ạ chị ạ. Bạn gái đi với ai cưng? Em đi với bạn thân của em ạ. Em chào MC Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Em thấy anh thì cũng chững chạc, nhìn cũng hợp với Hà. Hai người tự tìm hiểu nhau và nếu hiểu nhau thì có thể làm bạn với nhau. Bây giờ mình mở rào cho hai người nói chuyện đi, hai người cũng lớn rồi ha. Dạ. Rồi, mở rào. Đây mình có bó hoa tặng. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Bạn gặp mình bạn có thấy run không? Thực sự cũng không bị run, nhưng mà có nghĩa là hôm nay lên trên này thì nó kiểu có thể là nó làm cái tâm lý của mình nó bị hồi hộp hơn. Thế à, bạn gặp mình bạn thấy mình thế nào? Cũng xinh đẹp trẻ trung. Cảm ơn bạn. Đấy. Bạn cho mình hỏi cái là nếu mà bởi vì mình cũng có hoàn cảnh của mình nên là mình ngày nhỏ hồi 5 tuổi ấy, mình có bị viêm não Nhật Bản và mình bị di chứng xuống chân ấy. Hiện tại thì cái đùi bên phải, tức là mình hai đùi của mình không bằng nhau, thì mình muốn tìm một bạn có thể thông cảm và chia sẻ với mình về cuộc sống sau này được không? Có nghĩa là chân bạn là đi không ạ? Hay có nghĩa không đều đúng không ạ? Đúng, mình không đều mà. Thực ra thì mình đang có một chút do dự, thật sự. Đấy. Không sao, bạn cứ chia sẻ thẳng thôi. Bạn có gì bạn cứ hỏi mình. Mình đang chút do dự ở đấy. Tớ đang hỏi mà. Nếu mà như này nếu có duyên thì mình cũng không, cái vấn đề đấy nó không có gì cả. Tính cách của mình thì cũng vui vẻ hòa đồng, nên là bạn cứ chia sẻ thẳng thắn những cái gì mà bạn cảm thấy, cảm giác, cảm nghĩ về mình. Có thể là cuộc sống sau này bạn như thế nào đấy, mình cũng có thể chia sẻ với bạn. Như thế thì cái con đường mà sau này bạn với mình đi cùng nhau ấy, có sự cảm thông thì sẽ đi được xa hơn. Chia sẻ xong rồi có chuyện gì cũng nói thì chắc có lẽ là bọn mình sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Đúng rồi, trong gia đình hay là trong mọi công việc thì mình cũng nên phải chia sẻ cho nhau. Hay là có việc gì thì mình cũng gọi là nói để mình hiểu. Hai nữa là bây giờ thì bạn chỉ có mỗi vấn đề đấy thôi đúng không? Đúng, đâu phải cuộc sống đâu ai cũng muốn là mọi cái nó hoàn hảo hết đâu. Đâu cũng không phải có người thế này thế kia. Cho hỏi chút là cái viêm não Nhật Bản đấy là như kiểu là mình bẩm sinh hay là do như kiểu là bị sao? Mình không bị bẩm sinh, mình chỉ là bị virus, nhiễm virus thôi. Thời đấy là chưa có vaccine nên là mình bị nhiễm virus. Bạn còn hỏi gì về mình nữa không? Bạn còn thắc mắc gì về mình nữa không? Không, nhìn bạn thì không có gì để thắc mắc rồi. Nếu có duyên nhá, thì bạn với mình đến với nhau thì bạn thích sinh em bé không? Tất nhiên là mỗi tình hay là một cái gia đình muốn hạnh phúc thì bao giờ cũng phải cần có con cái. Nếu không có con cái thì nó cũng chỉ một thời gian, nó rất chi là tẻ nhạt. Bạn có đặt nặng vấn đề sinh con trai con gái không? Không, mình không đặt nặng vấn đề đấy. Tớ nghĩ là nếu mà mình chia sẻ, mình cảm thấy mình nói chuyện có thể hiểu được nhau ấy, thì tớ với bạn cũng nên xem cho nhau một cơ hội tìm hiểu kỹ hơn, để xem mình có thể đi được đường dài hay không. Thì suy nghĩ của bạn thế nào?
Không, bạn đã có ý kiến thì mình cũng ok đấy. Cuộc sống thì đâu phải ai cũng hoàn thiện đâu. Khiếm khuyết, sợ nhất là khiếm khuyết về mặt tâm hồn thôi. Tất cả chúng ta đến với nhau, anh nghĩ rằng là mỗi người sẽ có khiếm khuyết riêng của họ. Và những, chính những khiếm khuyết đó chúng ta đến với nhau để hoàn thiện hơn. Chúng ta không ai hoàn hảo cả. Có thể là về chúng ta có khiếm khuyết về tính cách, hoặc là chúng ta có khiếm khuyết về một cái vị trí nào đó trên cơ thể cụ thể. Chúng ta không khiếm khuyết về tâm hồn là được rồi. À, em đang suy nghĩ điều gì? Hiện tại em không suy nghĩ. Anh rất hiểu em. Không khóc. Không khóc. Không có bất cứ việc gì em phải khóc cả. Mạnh mẽ lên em. Không việc gì phải khóc cả. Em hãy nghị lực như chính cuộc sống của em hiện giờ đó. Ha? Vâng. Không vấn đề gì hết. Em là một cô gái mà xứng đáng có được nhiều hơn như vậy. 37 năm trong cái cuộc sống này bạn đã sống rất là tốt vì cái việc đó. Và tính cách của bạn đã thể hiện được rất rõ việc đó. Bạn chỉ bị không kìm được cảm xúc của bạn ở ngay tại phút này ở trên sân khấu này thôi. Vì cái sự do dự của nhà trai. Cảm thấy đó là một cái điều làm tổn thương bạn. Cái sự do dự đó là một điều làm tổn thương bạn. Nhưng Lan rất là thông cảm cho nhà trai nha. Chứ không phải là Lan khóc, Lan trách gì cả. Do dự đó là điều mà bạn cần phải có trong cái giây phút này. Chúng ta quyết định thôi. Hả? Dạ. Chúng ta không làm trái lương tâm của mình được. Hãy thích thì bấm, không thích thì nhường nút bấm cho người khác. Bấm là phải có trách nhiệm với nút bấm của mình nha các bạn. Một, hai, ba. Hóa thời gian. Không, không sao đâu bạn. Em là một người con gái mạnh mẽ. Không khóc. Nào. Chúc tất cả chúng ta sẽ có thật nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 20h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Toshiba. Thưa quý vị, chương trình do Toshiba, Toshiba Việt Nam đỉnh cao chất lượng Nhật Bản tài trợ chương trình. Mỗi tuần trôi qua chúng ta lại gặp nhau để cùng kết nối những mảnh ghép trong cuộc sống này. Có thể nói cuộc sống tất bật mưu sinh, rất là nhiều công việc mà họ đôi khi quên đi cái tình yêu riêng của mình. Và chúng tôi sẽ là chiếc cầu nối rất hiệu quả để những cặp đôi đang tìm nửa mảnh ghép của mình. Hôm nay Quỳ Linh và Ngọc Lan sẽ kết nối hai cặp đôi. Không biết họ có bấm nút hẹn hò hay không? Tùy theo cảm xúc, tùy theo duyên nợ nha quý vị nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên. Xin mời. Mời nhà trai. Rồi, chào chú Quỳnh Linh và rồi. Em chào chị Ngọc Lan và xin chào tất cả mọi người. Mời đi em trai. Vâng ạ. Xin mời nhà gái. Chào cô gái chúng ta, mời em ngồi. Rồi, mời em giới thiệu về mình. Cháu rất là thường và cháu rất là Tống Bá Thường và cháu đang ở Hà Nội. Tên gì? Cháu tên là Thường, Tống Bá Thường. Tên gì? Tống Bá Thường. Tống Bá Thường. Vâng. À, cháu, Tống Bá Thường. Cháu sinh năm 1995, cháu ở Hà Nội. 95 ở Hà Nội. Vâng, vâng ạ. Mình làm công việc gì Thường? Cháu làm nội thất. Nội thất á hả? Vâng. Trang trí nội thất nhà cửa này kia đó hả? Vâng ạ. À. Rồi mình từ Hà Nội bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Vâng ạ. À. Tống Bá Thường. Vâng. Sống tại thủ đô Hà Nội làm nghề trang trí nội thất sinh năm 1995. Nhà gái nghe rõ chưa? Dạ, nhà gái nghe rõ. Bây giờ tới phần giới thiệu của nhà gái nè. À, dạ vâng, con chào chú Quyền Linh ạ và chị Ngọc Lan ạ, cùng với toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Chào bạn nam bên kia nữa. Thì em tên là Đặng Thị Hằng, sinh năm 1998. Hiện đang là nhân viên tư vấn tuyển sinh của một trung tâm tiếng Anh ở ngoài Hà Nội. Ủa? Ngoài Hà Nội vào luôn à? Dạ vâng. Có chừng hai bạn này đi cùng chuyến bay đó. Các bạn bay chuyến nào vậy? Em vừa mới đêm qua.
5 giờ sáng em mới khách sạn đến ở đây. Tức là 5 giờ sáng mới đến đây? Dạ vâng. Ủa bay từ lúc mấy giờ mà xong 5 giờ sáng? Em đặt chuyến xong bị delay. Delay tới mấy giờ mà tới 5 giờ mới tới đây vậy? 1 rưỡi thì bắt đầu bay từ Hà Nội ra đây. Rồi. 3 giờ rưỡi bắt đầu mới bay. Còn thường là bay lúc mấy giờ? Cháu bay từ 8 giờ 45 hôm Chủ nhật. À bay trước rồi hả? Vâng. Nôn nao hơn nhà gái. Vâng. Nhà trai vào trước nhà gái. Ha. Đấy, đấy là duyên nợ đó quý vị. Họ ở tại Hà Nội mà họ không gặp nhau, họ đến thành phố Hồ Chí Minh để cùng kết nối. À đây là một trong những cái thuận lợi nhất của hai bạn đó nha. Dạ. Vâng. Thường, nói cho bên nhà gái biết ưu điểm và khuyết điểm của mình đi thường. Ưu điểm của cháu là hoạt bát và hơi năng động. Hoạt bát và hơi năng động à? Chưa thấy hoạt bát lắm nha. Chưa thấy hoạt bát. Nãy giờ hơi nhút nhát đó. Mới lên sân khấu hơi nhút nhát thôi. À, từ từ nó phải năng động đúng không? Vâng, đúng rồi. À, rồi hoạt bát năng động rồi gì nữa thường? Hiện tại còn run quá. Run quá. Thoải mái rồi, thoải mái. Quên hết rồi. Thường có biết hát không? Không. Không biết hát hả? Không biết gì. Trong lúc mà hồi họp căng thẳng thì thường làm gì để giải tỏa điều đó nè? Cháu nghe nhạc. Nghe nhạc hả? Nghe nhạc giờ không có nhạc đâu nghe. Thường là mình thích tự hát, mình nghe. Ha? Thôi thoải mái lên đi. Ưu điểm của mình ngoài cái đó là còn gì nữa? Có khuyết điểm không? Có. Không biết nấu ăn. Không biết nấu ăn? Vâng. Ăn được không? Ăn được. Ăn được mà nấu được đúng không? Vâng. Đây có khuyết điểm gì nữa không thường? Hơi sợ ma. Sợ ma nữa. Vâng. Tướng này ma nào nó sợ chứ mình sợ ma gì trời. Rồi. Đó. Ưu điểm khuyết điểm nhà trai là vậy, nhút nhát nè. Hả? Năng động nhưng mà cũng hơi nhát chứ đâm đồng. Không biết nấu ăn. Sợ ma nữa. Sợ ma nữa đó. Cái điểm sợ ma này nó mới ngặt nghèo rồi mốt sao mình dẫn bạn gái đi con ma không biết nữa. Thường ta cô gái là người ta phải dắt bạn gái đi con phim ma rồi cho bạn gái sợ sợ rồi ta giả bộ ta ôm rồi tác động rồi. Đằng này sợ ma quá rồi làm sao đây? Hỏi bạn gái có sợ ma gì? Bạn gái có sợ ma không? Em không ạ. Thôi vậy không sao. Bạn gái không sợ ma rồi. Bù trừ. Rồi chúng ta đến với ưu điểm và khuyết điểm của nhà gái nè. Dạ vâng, về ưu điểm thì em mọi người hay nhận xét là em khá là nhẹ nhàng và hiền. Vậy thôi. Vậy thôi. Dạ vâng. Điều đó chị cũng cảm nhận được. Rồi còn khuyết điểm của mình. Về khuyết điểm thì là ngủ. Ngủ bình thường thì em ngủ rất là sâu. Rất là sâu luôn. Thậm chí là báo thức kêu nhưng em không nghe được luôn. Rất sâu. Rất sâu. Và em cũng đã từng có một lần từ hồi là sinh viên em ngủ sâu quá thế là bỏ luôn thi. Cuối cùng là phải xin thi lại ạ. Vừa qua con hát em kìa. Cô gái Hà Nội dễ thương. Đàn ta đây rất là nhút nhát. Mỗi lần nhút nhát mà căng thẳng là để ấy muốn nghe nhạc. Nhà gái sẽ hát tặng cho nhà trai bài hát nào đó để nhà trai năng động lên chút xíu không? Mới nghe ngồi lung lắm. Dạ vâng ạ. Thế thì em xin hát một bài, một đoạn ở trong bài Cầu Hôn. Cầu Hôn? Ồ, đi chưa? Nghe nha. Dạ. 2, 3. Đợi một chút ạ. Ok. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn có đánh đá tặng. Trên tay em cầm một đóa hoa túc cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Mình gặp nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Em có mang chiếc radio cùng bài nhạc. Chờ em anh nhé. Em sẽ bước đến bên anh và nói: anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em không? Đừng lặng im như thế, trả lời em đi, đừng bắt em phải mong chờ. Nghe thấy hào cảm quá. Thích chú ạ. Sao ạ? Thấy nhà gái. Nhà gái thấy thích rồi đó nha. Nhà gái tôi thế nào ạ? Thích rồi, dễ thương. Một cô gái rất là dễ thương, hát
nghe ngọt ngào nữa. Nhà trai nghe tôi đã xếp đổ rồi đó. Sáng nay tôi cảm thấy tự hào về nhà gái. Mọi người ạ. Nhà trai tôi cũng được lắm rồi nha, cũng sói ca lắm á. Cao chắc cũng 1m92 chứ không giỡn rồi nha. Nhắc tới chiều cao, bây giờ chúng ta sẽ hỏi luôn về tình trường của cô gái. Em thì chưa có mối tình nào cả. Sao vậy cơ? Em đẹp quá mà, sao vậy? Hay là em khó quá? Chắc có lẽ cũng vậy. Vậy là chắc là cái yêu cầu của em cao lắm đúng không? Yêu cầu cao không? Yêu cầu cao như chàng trai bên kia không? Em nghĩ là em thì chỉ em sẽ thích một người con trai bản lĩnh. Một người hướng về gia đình. Và chắc chắn là sẽ yêu thương người phụ nữ của mình. Vậy thôi. Còn về chiều cao sao em? Chiều cao thì là lợi thế chiều cao đó. Chiều cao thì chiều cao thì em cũng không quan trọng cao hay thấp đâu ạ. Dạ. Trời sao con bé này nó xinh đẹp, nó dịu dàng như thế mà yêu cầu nó đơn giản. Đơn giản quá. Có nào khó không? Có gì khó hơn nữa không? Vậy thì gia đình bên nhà trai dư sức đáp ứng nhu cầu của nhà gái rồi. Có gì nó khó hơn đi. Bên đó cô gái xinh đẹp lắm trai. Chắc là em cũng chưa có nhiều trải nghiệm, thành ra là cũng chưa có. Nghĩa là nhiều khi là chưa kịp nghĩ ra được đúng không? Bây giờ chị sẽ qua bên nhà trai, chị sẽ trò chuyện coi như thế nào. Đó, nhà trai tôi hỏi ra cao hơn cây thang luôn. Yên tâm. Ngon lắm. Ôi, nào nói, cái gì ngon? Ăn được không ngon? Tôi không ăn thì mai mốt bên đây được ăn. Nên là tôi thấy, tôi nói trước là ngon. Ngon, ta về mà ngon gì? Hấp dẫn. Hai cao ráo. Cao ráo. Tên thường chứ không có thường nha. Không hề thường chút không nào. Không hề thường. Vậy là bất thường lắm hả? Không. Không có bất thường, không có bình thường. Mà nó vô thường. Đã. Dạ. Không giỡn nữa nè. Dạ. Bây giờ này chàng trai nói với chị nghe là bao nhiêu mối tình rồi? Em thì có 2 mối tình. Nhưng mà lý do chia tay là xa quá, có cái địa lý xa quá. Rồi cách xa quá hả? Vâng, mới cả ngày. Đang yêu nhau mấy nước cũng trèo mà. Mới cả ngày đấy là cũng còn năm đấy mới có 20 tuổi. Cũng suy nghĩ nó còn chưa chín chắn. Suy nghĩ nó còn chưa trưởng thành ấy. Khớp rồi chưa cứng nên chưa trèo được đúng không? Vâng. Yêu nhau mấy nước cũng trèo. Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua. Vâng. Bây giờ nó còn sát bên đâu cũng cần trèo, gọi là trèo. Đèo lội suối gì đâu. Vậy là giống như định mệnh như đó lần này. Đúng rồi. Cùng ở Hà Nội. Gọi là định mệnh luôn đó. Ở đâu này hỏi coi có ở gần phường nhau không? Hỏi đi. Bạn là ở chỗ nào Hà Nội nhỉ? Em ở chỗ nào Hà Nội em ơi? Em ở Hà Đông. Quận Hà Đông. Anh ở Trưng Mỹ. Là gần nhau của em? Gần ạ. Vậy hả? Sát bên. Em. Ủa vậy hả? Trưng Mỹ, Hà Đông sát bên. Em ở chỗ nào Hà Đông? Em ở Dương Nội. Có 7 cây. 7 cây. Yeah. Mà nghe cái chữ Hà Đông em có nhớ đến câu gì không? Cái gì Hà Đông đó? Cái gì Hà Đông ta? Cái gì em gái? Dạ. Sư tử Hà Đông. Hả? Sư tử Hà Đông ạ. Sư tử Hà Đông trước mà. Không sợ luôn. Không sợ đúng không? Không sợ. Vậy là gần nhau cách có 7 cây thôi. Mà chúng ta không gặp nhau, mà chúng ta phải vượt gần 2.000 cây số ta mới gặp nhau đây, đó là duyên đạo. Đúng rồi. Sao nãy nghe bên kia nói về những cái yêu cầu về một người đàn ông của bên kia, em cảm thấy là mình có thực hiện được không? Chắc là có. Vậy thấy dễ quá mà. Nếu mà chưa thực hiện thì sẽ phải cố gắng hết sức để mà thực hiện. Dễ lắm, rất là dễ. Có bạn hôm nay, hai bạn này nó thuận lợi rất là nhiều luôn. Bây giờ mình không thích điều gì ở đàn ông nè? Em không thích đàn ông gia trưởng. Gia trưởng? Gia trưởng không? Là không ạ, cái đấy em không có. Mình thích gì nữa? Phải chẳng. Vũ phu. Vũ phu? Ồ, cái đấy thì không có. Ủa, bao giờ chưa? Chưa, toàn bị đấm thôi. Trời, đàn ông mà gia trưởng, vũ phu, nó kinh khủng lắm nha. Còn gì nữa không? Hết rồi, hai cái đó thôi đã mệt rồi đó. Hai cái đó là, mà ai mà dướng phải hai cái đó thôi bỏ đi nha. Bên đây là không có. Bên đây cũng không có già đủ như vui vậy. Bây giờ cái gu bạn gái em là gì nè? Hiền lành và chung thủy là được. Dễ thôi hả? Vâng, phải không? Dễ dàng.
hiền, khó hiền. Dễ thương lắm. Mình đi ra vậy gái? À, hôm nay thì em có đi một mình thôi ạ. Rồi. Sao quá. Đúng, dạ đúng. Em đi mấy cái bác ấy. Bác em bác. Bác hả? Vâng. Rồi, dạ. Bác chút xíu đi. Dạ, con chào bác ạ. Chào nhà trai. Dạ vâng, xin chào MC Quỳnh Linh và MC Ngọc Lan. Mời dạ. Anh cầm cái micro dùm đi. Dạ vâng. Đó, được rồi. Xin chào MC Quyền Linh và xin chào MC Ngọc Lan. Dạ. Họ nhà trai chúng tôi, đại diện của cháu Thường đây, chúng tôi một kỳ vọng rất lớn là hôm nay được gặp hai MC và đồng thời cũng là một cái kỳ vọng lớn nhất là sẽ đi là sẽ không về không. Tức là không biết rằng MC có hiểu rằng là chúng tôi đi là mang một quyết tâm rất cao và một kỳ vọng rất lớn, đi không về không. Tức là không bao giờ về không. Đúng không ạ? Đi không có người, về phải có người. Đấy, có người vậy. Đúng không? Dạ vâng, đúng như thế. Vậy thì á, nhà trai đánh giá bên nhà gái như thế nào nè? Nhìn nhà gái có thấy được không? Quả thật là về vị trí địa lý thì rất là gần. Thế nhưng mà ngược trở lại thông qua cái chương trình này, vậy là cháu tôi có một cơ hội rất lớn. Chỉ chúc cháu rằng gì, cơ hội như thế này mà cháu không tận dụng được thì là cháu hơi kém. Tuy rằng tên là Thường nhưng bác kỳ vọng rằng cháu sẽ phi thường. Hay quá. Cảm ơn nhà trai đó, không tận dụng là không được nha. Bằng mọi cách tận dụng về đi, một mà về hai. Nha. Chuẩn bị. Mở rào. Cố lên nha Thường nha. Nghe là chú chặt không? Phi thường lên, mạnh mẽ lên. Năng động lên nào. Này, anh một quà tặng em. Cảm ơn anh. Đứng đó. Dạ. Đứng đó, nãy nói nãy em nghe em hát sao? Nãy mặt này. Cảm ơn anh. Đừng thẳng quay mặt, đừng thẳng bạn gái đi nói. Anh hơi nhát. Bây giờ anh thấy em sao? Không nghe tiếng gì, khán giả không nghe tiếng gì. Đúng rồi. Thì nói rồi kìa. Bây giờ thẳng cái gì cho con gái nói gì đó. Nói gì bây giờ anh thấy. Bây giờ nghe tiếng nói rồi cặp em anh thấy sao? Nhìn thẳng mắt con gái kìa. Mày đặt quyết tâm cao lên chứ. Ừ, quyết tâm cao lên. Phi thường đâu. Hơi nhát thì em có thích không? Hay là có gì không thích không? Em nghĩ là đó là tính cách của mỗi người. Thì anh hy thì vọng em là... tôn trọng cái tính cách của anh. Thì anh hy vọng là sau chương trình này mình đã có duyên với nhau ấy. Anh hy vọng là mình sẽ cho nhau một cơ hội. Chưa nói gì mà cơ hội cái gì. Này mà bạn gái thì em cháu tặng cái chuông gió. Chuông gió hả? Vì trong phòng mỗi lần mà nhìn chuông gió thì sẽ nghĩ đến cháu. Chứ không phải tặng chuông gió cho đỡ sợ ma. Gió sợ ma. Uống mà sợ. Sao nhìn thấy em gái thôi. Nhìn quay mặt đi. Thế thì sao? Bạn nữ rất xinh. Hả? Bạn nữ rất xinh. Trúc Sơn hả? Vâng. Họ thích đi chơi đâu Hà Nội. Anh là Trúc Sơn. Dạ. Trúc Sơn rút ở gần lắm. Dạ vâng. Em có điều gì không thích ở đàn ông không? Con trai. Như vừa rồi em có chia sẻ thì em sẽ không thích một người gia trưởng. Anh không có tính đó. Dạ. Rồi, có gì cổ ngồi đi. Dạ vâng. Nhà trai cầm cái video gì của Linh. Bây giờ nó vô đề được không? Dặn dò nó cái gì thôi. Ủa Thường ơi, cơ hội tới với cháu như thế này. Rồi mở video, mở video. Chú kinh nghiệm truyền cho nó coi. Nếu bác đang ở độ tuổi như con ấy thì ngay vào luôn là 100% luôn, không phải đắn đo gì nữa. Bây giờ có nói được không? Mọi khi thì nghe mạnh dạn coi như can đảm lắm mà sao hôm nay gớm gặp bạn gái thế nào tự nhiên lại mất hết coi như là cả cái uy lực cái khí thế đi. Rồi cứ yên tâm nhá, bình tĩnh nhá, tiến lên nhá, tiến chắc nhá, tiến vững bền. Và mình đã định như thế nào là quyết tâm phải thành công. Cháu sẽ cố lên. Nghe là bác chưa? Dạ nghe rồi ạ. Bắt đầu nói đi, nói chuyện đi. Em gái cũng hơi cần.
cảm giác với nhà trai thế nào? Em mời lời, em sẽ đánh trước. Em đã không biết nói gì. Anh thì anh em nghĩ giống là em. Anh cũng sẽ là một người hiền. Đúng, anh hiền, anh cũng hiền lắm. Dạ. Tôi hơi nhát. Dạ. Quan điểm về tình yêu của mỗi đứa thế nào, nói cho nhau nghe đi. Quan điểm tình yêu của em thế nào? Em nghĩ là em nghĩ là giữa hai người sẽ cần có sự tôn trọng với nhau. Anh thì nghĩa là anh chỉ cần một người mẫu, người bạn gái này có thể gọi trung thủy là được. Cũng không nhất thiết phải là quá xinh, quá đẹp. Nhưng mình chỉ cần trung thủy là được. Anh chỉ có vậy thôi. Hỏi nhà gái là hẹn hò sao, em thích đi chơi đâu, thích ăn cái gì, có thích đi xem phim trong buổi hẹn hò không? Em hỏi đi, rồi muốn về Hà Nội là mình tới bến luôn. Không, thực ra thì từ Trúc Sơn mà ra Dân Nội nó rất là gần. Gần lắm chị ạ. Thế nên là chỉ cần đi độ 5-10 phút là đến nơi thôi à? Không, em nói bạn gái, em hẹn hò bạn gái mà. Hay nói chị đâu mà em thế một, gần, gần chị. Một tuần thì thời gian em có thể rảnh được vào thời gian nào? Cũng tùy đấy ạ, cũng tùy. Tức là công việc của em thì cũng khá là bận. Cũng tùy, không có cố định. Cuối tuần thì em có rảnh không? Cuối tuần? Cũng tùy hôm ạ. Tùy hôm? Vâng. Anh cũng thế. Anh thì nói chung là nếu mà hẹn nhau thì đi chơi, đi xem phim thì sẽ phải hẹn trước một hôm. Hai đứa đều sắp xếp đấy. Thì sẽ dễ đi hơn. Vì công việc của anh cũng khá là bận. Hỏi em đi quan điểm hôn nhân của em thế nào? Chúng ta bao lâu thì có thể tiến tới rồi? Con cái tính sao? Hỏi đi. Vâng, lần đầu tiên gặp bạn đứng đầu 2005. Đúng quá. Thôi để bác lên ngồi dương thế giùm cho. Theo quan điểm của em thì bao giờ thì em sẽ tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ là nếu mà gặp được người phù hợp thì chắc là hơn 1 năm là được. Hơn 1 năm được. Anh cũng nghĩ vậy, bởi vì là thời gian thì nó sẽ chứng minh cái tình cảm mình dành cho nhau như thế nào, cũng giúp mình hiểu nhau hơn ấy. Thì mình sẽ có cái quyết định là đúng đắn hơn. Thôi anh chỉ có thế thôi. Có thế thôi là cháu đơn giản lắm chú ạ, cháu không có yêu cầu gì nhiệm gì cao luôn. Bây giờ nè, cháu dễ tính lắm. Nhà trai mình phải nói nhà gái tin tưởng của mình, tức là bây giờ anh đang chuẩn bị những gì cho hẹn hò, chuẩn bị gì cho hôn nhân, anh đã có những cái gì rồi, chuẩn bị gì nói cho nhà gái yên tâm hết. Ví dụ anh đang chuẩn bị hành trang cho những cuộc hẹn hò thế nào, sắp tới khoảng bao lâu thì mình chuẩn bị, bây giờ lấy nhau về mình ở đâu, mình làm gì, nói cho nhà gái biết đi, theo cái gọi là khát vọng của mình đó. Nói theo anh tính thì khoảng một năm mình sẽ lên, gọi là có gia đình. Vâng. Khi có gia đình thì mình sẽ hướng tới về nhà ở với ba mẹ, hay là ở riêng, hay là anh hướng tới mua miếng đất nào ở Hà Đông chẳng hạn, hay anh mua sư tử nào đó, ví dụ đó. Nói cho nhà gái biết đi. Mua sư tử gì? Anh thì nhà là có con một, thì là anh hy vọng là em sẽ về làm dâu bố mẹ anh. Đấy. Hỏi em làm dâu được không? Em có làm dâu được không? Nếu mà ba mẹ mà thoải mái thì em có thể làm dâu được. Bố mẹ anh còn... dễ tính lắm. Bây giờ hỏi em, tới nhà về anh có muốn nói với con? Cái đấy chắc là để sau được không chú? Không, chú định hướng. Định hướng nhiều kia đây, người ta thích khác mình sao? Nói phải hợp theo tất cả. Tôi nghe đó, cho nên giờ tôi phải nhào lên tôi nghe nè. Cái gì hết. Ôi, mic này vẫn nghe rõ mà. Em nói nhỏ xíu mà. Thì lấy nhau về thì em muốn có mấy con? Về chuyện con cái sau này thì em nghĩ là con cái là trời cho. Trời cho. Vâng. Anh cũng nghĩ thế. Thì trời cho bao nhiêu thì mình có được bấy nhiêu. Dạ vâng. Bây giờ em hỏi lại coi, thường mấy ông đàn ông nói là lấy vợ thì không cho giờ làm gì bắt giờ ở nhà. Đó em hỏi coi, ảnh có cho đi làm không? Anh bắt làm gì, định hướng cho em làm gì?
sau này anh có vợ ấy, thì anh muốn là vợ mình sẽ đi làm hay là ở nhà. Anh nếu mà anh có vợ thì anh sẽ để vợ anh thoải mái, thích làm gì cũng được. Nghĩa là làm sao mà ở đây thoải mái là được. Còn mọi nghĩa là công việc của em thì em có thể làm và công việc của anh vẫn làm. Nghĩa là em có thể ở nhà làm nội làm hậu phương cho anh cũng được. Còn ra bên ngoài thì anh xử lý được. Hỏi luôn, nếu mà bây giờ em đi ra ngoài em làm việc xã hội thì anh có sẵn sàng hỗ trợ em việc nhà, cùng em làm việc nhà phụ em không? Tại vì cơ bản là làm dâu đó. Cái đấy. Vừa rồi thì em cũng nghe là anh không biết nấu ăn ạ. Không biết nấu ăn. Nhưng mà nếu mà có lý do để nấu thì anh vẫn sẽ vào sẵn làm ở bếp. Dạ. Thì dạ vâng, ok. Hai bạn này là chỉ muốn đi xuống dưới nói chuyện mà. Đốt cháy giai đoạn. Anh muốn nói là qua chương trình này mình đã có duyên gặp nhau ấy, thì anh hy vọng là mình không phải là người đầu tiên, nhưng anh sẽ mong là mình sẽ người cuối cùng của nhau. Thế còn mình quan trọng lắm. Bây giờ mình đứng lên, mình tấn công tới bạn gái, mình nắm tay bạn gái, mình nhìn thẳng vào mắt bạn gái, mình nói câu đó nó mới ép thề. Thiệt. Trời ơi chị. Em phải làm như vậy để mới đem ta về được, chứ giờ đứng đây sao á, người ta nói. Vô để người ta cận, người ta không nhìn thấy được. Ủa, em bị cận hả? Không, chị nói giả bộ vậy á. Chị ví dụ vậy. Thôi lên luôn, em lên luôn. Lên luôn, đúng. Máu lên. Thì anh hy vọng là chưa đứng lên. Chưa mời đứng lên. Đứng lên này. Thì anh hy vọng là anh hy vọng là mình ở đây là có duyên với nhau ấy. Thì anh hy vọng là mình sẽ cho nhau một cơ hội để cùng bấm nút để về với nhau. Đấy, anh hy vọng đấy. Dạ vâng. Em sợ em sợ bảo em không biết hát ạ. Chỉ nghe thôi. Em chỉ nghe vâng. Em không biết hát. Rồi vậy thôi, được rồi đó. Để tôi kêu bác ngồi dưới hát chứ. Rồi để tôi có đi Thường. Đây trái cho Thường. Bên này. Đúng rồi. Đây đúng không chị? Hai bạn suy nghĩ cho kỹ nha. Khi bấm nút chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ. Đây có phải là một nửa người cùng đồng hành với chúng ta không? Cảm xúc của mình bây giờ thế nào? Tim có đập